Ok, hello xin chào các bạn. Và bữa nay là 30 Tết rồi. Và hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To. Và mình là Gấu đây và rất vui được gặp lại các bạn trong Gấu ơi ăn gì. Thì hôm nay là ngày 30 Tết rồi. Hãy comment và cũng như là hãy chia sẻ cho Gấu biết qua fanpage Gấu To và qua group Ham Ăn Tộc nhớ nha. Và hôm nay thì Gấu có mua được một hộp mứt me. Gấu thấy cái loại mứt me này khá là ngon và cũng như là không có bị hóa chất. Này, món mứt me đây. Đấy. Bạn thấy không? Thì cái món mứt me này á, nhìn bề ngoài thì nó hơi đen một chút, nó không có được bắt mắt như những loại mứt me mà kiểu như là mứt me làm công nghiệp ở ngoài thị trường. Nhưng mà đối với Gấu nha, hôm nay Gấu muốn chia sẻ với các bạn cái loại mứt me này, bởi vì đây là một loại mứt me không phẩm màu, không có chất bảo quản và cũng như là ăn rất là tự nhiên. Thử thách của ngày 30 Tết đó chính là Gấu sẽ ăn hết cái hộp mứt me này. Wow. Nó từng ăn nhiều loại mứt me rồi. Như loại mứt me kia nó chỉ là nó ngọt và nó hơi chua. Nhưng cái mứt me này nè là mứt me nhà làm và nó có một ít muối trong đó hay gì á, lúc mà ăn vô nó sẽ hơi mặn mặn, chua chua, mặn mặn và ngọt ngọt. Và đặc biệt á, cái vị của nó ăn rất là tự nhiên các bạn biết không? Giống như là những cái mứt me các bạn hay mua mà ngoài chợ này nọ thì nó là kiểu ăn vô nó hơi bị gắt, rồi nó kiểu nó quá chất, nó kiểu giống mứt mà mứt công nghiệp á. Còn cái mứt me này nè ăn giống như là các bạn đang ăn trái me, nhưng mà nó cái vị nó đậm đà hơn. Thứ nhất là nó đã được phơi nắng khi mà ủ đường rồi, nó đã được chế biến á, nên là ăn rất vị rất là đậm đà, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Chịu không nổi mấy cái trái. Chua quá. Cố lên. Cậu sẽ cố gắng ăn hết hộp này cho mình xem. Chua quá, nhiều axit. Ok, thôi mình ăn hết nổi rồi, con ăn hết nổi rồi. Chua quá, tê hết cả cái đầu lưỡi luôn rồi nè. Và rất mong các bạn hãy chia sẻ cùng Gấu trên Ham Ăn Tộc, và đường link của Ham Ăn Tộc thì Gấu sẽ để ở bên dưới. Và ok và cũng kết thúc năm 2018 rồi, và cũng như là một chặng đường làm YouTuber chưa là đủ dài và cũng chưa là quá ngắn đối với Gấu. Một năm mà vừa có vui vừa có buồn khi bản thân Gấu các bạn biết rồi đó, từ các bạn, nhiều bạn theo dõi Gấu thì cũng đã biết là đã có chuyện gì xảy ra với mình. Thì Gấu rất là mong các bạn sẽ coi như là mọi thứ nó qua đi, hãy để lại mọi thứ ở năm cũ đi, và chúng ta hãy bắt đầu một năm mới với một Gấu To khác hơn, một Gấu To xịn hơn. Và Gấu có một bí mật dành cho các bạn là trong năm tới Gấu sẽ làm những điều bất ngờ hơn, và cũng như là kênh của Gấu To có thể là xịn hơn, và nhiều món ăn mới sẽ được giới thiệu cho các bạn. Và Gấu chúc các bạn một năm mới có một năm an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, và các bạn có thể gặp được nhiều may mắn trong năm tới. Và đặc biệt là chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể đi ăn. Đối với Gấu ấy, ăn chúng ta kiếm nhiều tiền để chúng ta có tiền chúng ta đi ăn, và khi mà một con người chúng ta cảm nhận được một món ăn mới, cảm nhận được một điều mới thì nó quá tuyệt vời. Và Gấu rất cảm ơn những bạn đã theo Gấu từ ở Thánh Ăn TV qua đến Gấu To. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã ở cùng Gấu khi mà Gấu không còn làm ở bên kênh cũ nữa, và đã theo Gấu tận qua cả kênh mới là Gấu To để cùng theo chân của Gấu. Thật sự là rất cảm ơn những bạn đã yêu thương và ủng hộ Gấu. Thì Gấu thấy ở cái lượng subscribe của Gấu thì như là toàn là những người đã biết tới Gấu rồi không, hơn 64.000 bạn đã biết với mình. Thì thật sự là không thể nào mà tin được là bản thân mình được 64.000 subscribe. Hồi nhỏ thì Gấu có nói với mẹ của Gấu là mẹ ơi, con ước có một cái nghề mà lớn lên con có thể là vừa ăn mà vừa kiếm tiền được. Thì ok, hôm nay nhờ các bạn, nhờ sự yêu thương, nhờ sự ủng hộ của các bạn, những người đã subscribe, những người đã theo dõi Gấu, và đến bây giờ Gấu đã thực hiện được ước mơ một công việc chỉ cần ăn là có tiền. Rất là đã, rất là phê luôn. Thì Gấu rất cảm ơn các bạn. Và một lần nữa thì Gấu mong các bạn hãy bỏ qua những gì của năm cũ, hãy bỏ qua một Gấu ở Thánh Ăn TV, hãy bỏ qua mọi thứ đi. Chúng ta có một anh Gấu mới và một anh Gấu đã có kênh chính thức của mình, đó là kênh Gấu To, và đây là kênh chính thức của Gấu luôn. Đó là cái điều rất là vui, nên nhiều bạn cứ hỏi mình là Gấu ơi, tại sao Gấu không làm Thánh Ăn TV nữa? Thì Gấu nghỉ việc rồi, Gấu nghỉ việc ở Thánh Ăn TV rồi. Chuyện qua rồi chúng ta cũng không giải quyết được gì, và cũng như là kể hết đi, chúng ta hãy bắt đầu một kênh Gấu To mới càng ngày càng xịn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn rất là các bạn. Và chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều điều thú vị nha. Và các bạn thấy cái áo này không? Cái áo này là quen không? Đây là cái áo mà ngày đầu tiên mà Gấu lên clip, ngày đầu tiên mà Gấu làm YouTuber, những ngày đầu tiên luôn, những ngày đầu tiên mà mình trở thành một YouTuber. Đây là cái áo này nó theo mình, và lúc đó cái áo nó chật như vậy, bây giờ nó chật lắm. nó chật khó chịu luôn á. Thì ok, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip của năm 2019. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Bye bye.